Chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với nội dung của môn học. Hôm nay, cô sẽ dẫn các em tìm hiểu nội dung của phần tiếp theo. Tìm hiểu những cải cách tiến bộ của Nhật Bản. Và các em chúng ta cùng nhau theo dõi. Trên màn hình các bạn chúng ta đang nhìn thấy, đó chính là hình ảnh của vua Mitsuhito, mai sau có tên gọi đó là Minh Trị Thiên Hoàng. Đây được coi là nhà vua có công lao rất lớn trong việc đưa Nhật Bản thành quốc gia phát triển. Bởi vì ông đã tiến hành cải cách Nhật Bản về toàn diện, đúng không nào? Cách Nhật Bản toàn diện có nghĩa là gì? Xóa bỏ cái chế độ cũ, xóa độ phong kiến cũ mục nát và theo cái theo phương Tây, theo theo cái sự cách tân của phương Tây để đưa đất nước có sự phát triển đi lên, đúng không nào? Đó. Các bạn sẽ ghi cho cô này. Đến giữa thế kỷ thứ 19, chế độ phong kiến của Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Chúng ta ghi vào nhé. Đến cuối thế kỷ thứ 19, chế độ phong kiến của Nhật Bản. Cuối thế kỷ 19, chế độ phong kiến của Nhật Bản rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Ý thứ hai, các nước tư bản phương Tây. Các nước tư bản phương Tây tìm cách mở cửa Nhật Bản. Các nước tư bản phương Tây tìm cách mở cửa Nhật Bản. Tìm cách mở cửa Nhật Bản. Ý thứ ba. Tháng 1 năm 1868. Tháng 1 năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách. Thiên Hoàng Minh Trị. Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ. Tiến hành một loạt cải cách tiến bộ trên nhiều lĩnh vực. Trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ như, đấy là chúng ta tìm hiểu được về sự cải cách, đúng không nào? Đây chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung của cải cách nhé. Nội dung của cải cách Minh Tân sẽ cải cách trên 4 ý. Một đó là kinh tế, hai là chính trị xã hội, ba là giáo dục và bốn là quân sự. Thì cô sẽ chia lớp mình thành 4 nhóm, đúng không nào? Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu cho cô về một lĩnh vực cải cách. Nhóm số 1 sẽ tìm hiểu cho cô về kinh tế. Nhóm số 2 sẽ tìm hiểu cho cô về chính trị xã hội. Nhóm số 3 sẽ tìm hiểu cho cô về giáo dục. Và nhóm thứ 4 sẽ tìm hiểu cho cô về quân sự. Được không nào? Mỗi nhóm sẽ có thời gian làm bài trong vòng 3 phút nhé. Các bạn đọc sách giáo khoa và tìm hiểu cho cô xem những cái cải cách Minh Trị Duy Tân trong từng lĩnh vực này nó diễn ra như thế nào. Đúng không nào? Bạn hiểu ý cô nói không nhỉ? Đọc sách giáo khoa nhé. Thử xem các nhóm và các cái cuộc cải cách này diễn ra như thế nào. Nào. Kinh tế này. Từ từ nào. Đọc sách giáo khoa đi. Chúng ta đọc lại sách giáo khoa cho cô nhé. Khó chịu thế nhỉ? Về mặt kinh tế, chính phủ đã thi hành nhiều cải cách như thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền về ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, phục vụ cho giao thông liên lạc. Tiếp đến về chính trị xã hội, chế độ nông nô được bãi bỏ. Chế độ nông nô được bãi bỏ, được quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền. Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây. Về quân sự, quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho thì chế độ征兵. Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí cũng được chú trọng. Đó, đấy là điều mà chúng ta đọc được ở trong sách giáo khoa, đúng không? Bây giờ các nhóm sẽ hoàn thiện cho cô. Các nhóm sẽ hoàn thiện cho cô những nội dung mà cô vừa yêu cầu nhé. Cô nhắc lại này.
Nhóm 1 sẽ tìm hiểu cho cô về kinh tế nhé. Nhóm thứ 2 sẽ tìm hiểu cho cô về chính trị. Nhóm thứ 3 sẽ tìm hiểu cho cô về quân sự, đúng nào? Rồi, các nhóm chúng ta lần lượt chúng ta làm cho cô đi nào. Rồi, sau đó trình bày nhé. Đại diện nhóm sẽ trình bày ý kiến và phần làm của nhóm mình, được không nào? Rồi, nhóm số 1. Nhóm số 1 nào, tìm hiểu cho cô về kinh tế. Chúng ta đã tìm hiểu được gì ở đây? Kinh tế gồm có thống nhất tiền tệ này. Thống nhất tiền tệ. Tiếp đến tăng cường phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa, đúng không? Rồi đến đầu tư cơ sở hạ tầng. Đầu tư cơ sở hạ tầng như là gì đây? Đường giao thông, đúng không? Hệ thống thông tin liên lạc, đúng không? Rồi, rất là tốt. Chúng ta ghi bằng vợ mình cho cô nhé. Ghi vợ đi. Ý thứ nhất là kinh tế. Kinh tế gồm có 3 ý nhỏ: thống nhất thị trường tiền tệ, thống nhất thị trường tiền tệ. Ý thứ hai, tăng cường phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa. Tăng cường phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa. Ý thứ ba, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Rồi, để chúng ta đã tìm hiểu xong về yêu cầu kinh tế, đúng nào? Nội dung chúng ta dừng ở đây. Chào các bạn.